Tuy nhiên khi bốn ba nó sẽ đi quá dài dài tới ruột, nó ba nó sẽ không thu vào máu, và tới máu thì nó sẽ cắn vào nhóm phải đi vào máu, xong rồi nó thì tới gắn vào nhóm mà chuyển thành mạch già hoạt tính và gắn vào nhóm xuống thôi đi. Rồi nó đi tới xong rồi từ nhỏ đó nó sẽ đi tiếp theo đi vào gặp qua cái chỗ cái bơm của hạt cầu, cái bơm của đường không? Chưa có chuyển dạng được. Chuyển dạng. Cái này nó sẽ được bao, không biết thuốc gì nó sẽ được bao một cái chất mà khi cái dạ dày của mình nó không bị cái đó nó sau 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 cái